Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị. Hôm nay em có cái cây đây là cái cây phi điệp sáu mắt Hòa Bình. Em giới thiệu với mọi người một chút. Bây giờ nó là buổi chiều rồi. Buổi chiều và cánh nó đã bị quằn khi mà nó nở lâu ngày. Thì hôm nay em giới thiệu sơ qua về cái bông hoa của cái cây phi điệp sáu mắt Hòa Bình. Đây anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn bởi cái bộ cánh của nó, tại sao nó gọi là sáu mắt đây này. Đấy, mọi người thì nhìn thấy đâu ạ? Đây. Đấy. À không, nhìn thấy khó. Đây đây, nhìn bông này thì đúng hơn. Ấy. Đấy, có nghĩa là hai cái cánh này, hai cánh hoa nhá. Thì thường một cái bông hoa lan ấy thì nó sẽ có là năm cánh đúng không ạ? Thì ba cánh ngoài là ba cánh đài ngoài, còn hai cánh trong này hai cánh hoa. Đấy, ba cánh đài và hai cánh hoa, đây là môi hay gọi là lưỡi. Đấy thì nó có hai cái mắt. Và ở cái trong kia thì gọi là mũi. Thì trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì em cũng giới thiệu rất là kỹ về tất cả các loại bông. Thì hôm nay em giới thiệu một chút đến mọi người về cái cây sáu mắt Hòa Bình. Thì cái cây này nó là một trong những cái cây mà để nói là về độ đột biến ấy, thì nó cực hiếm. Bởi vì mọi người biết rằng là nếu mà để mà nói về phi điệp và năm cánh trắng thì còn rất là nhiều cây. Nhưng mà sáu mắt thì cực kỳ rất là ít. Nhưng mà mọi người thì vẫn có cái xu hướng đó chính là sưu tầm những bông năm cánh trắng bởi vì nó đẹp hơn. Nhưng nếu mà để mà mình nói mình chơi về cái độ hiếm ấy, thì cái sáu mắt này nó cứ rất ít cây sáu mắt. Nó chỉ ở đâu đó khoảng hơn 10 cây sáu mắt tất cả. Nhưng cây năm cánh trắng thì nó có rất là nhiều. Nhưng những cây sáu mắt này cũng là một cái những cây rất là đáng sưu tầm bởi vì cái độ lạ và màu hoa nó rất là lạ và nó cũng đẹp. Không những lạ mà còn đẹp nữa. Thì hôm nay em giới thiệu mọi người về cái cây sáu mắt Hòa Bình. Đây thì mấy cái ngọn to của nó thì bị bác tí bác cái ăn rồi. Thế là cũng không sao. Quan trọng là vẫn còn cái ngọn rồi để giới thiệu mọi người đây. Đây là một cái ngọn của nó. Cây về cái cây sáu mắt ấy thì nó là cây tím. Thân lá nó như một cây tím bình thường. Không có cái điểm đặc điểm mà nhận dạng cả. Nhưng em có nói đây đó chính là cái cây Hòa Bình này thì nó là dòng thân lá to. Nhưng không nhất thiết là cứ phải Hòa Bình nhá. Bởi vì ngày xưa thì mua được trong Hòa Bình thôi. Mua được trong Hòa Bình là câu chuyện ngày xưa em mua cũng là rất lâu rồi. Cách đây là năm 2012. Mua cây này từ Loki 2012 đến bây giờ mới nở. Thì nó cũng chỉ là cái cây phi điệp thôi. Nhưng nó là cây sáu mắt, nó lạ. Đấy, lá gốc. Mọi người nhìn này, lá gốc rất là xanh đúng không ạ? Đây là em sử dụng phân trùng quế nhá. Cho nó ăn cho nó tốt. Và nó nhiều loại phân khác. Đấy thì cái lá này, thân lá này nó chấm tím bình thường như một cây phi điệp tím. Như một cây phi điệp tím, cây này thân lá rất giống cây sáu mắt Tuyên Quang, nhưng mà cây này thì nó hơi khác chút. Đây là cái cây em mua trong Hòa Bình, ngày đó gọi như vậy. Nhưng hôm nay em giới thiệu đến mọi người là một cái cây sáu mắt. Thôi chứ em cũng không dám nói chắc chắn là nó là cây sáu mắt nào, nhưng cây này ngày xưa em mua ở Hòa Bình vùng nào cả. Nó thực sự là thế. Bởi vì có thể là năm 2012 đấy em mua trong Hòa Bình, nhưng mà nhớ ông ấy mua đâu về thì em cũng không biết được. Trong Hòa Bình người ta mua ở trên Biên hay Sơn La hay gì đó em không biết, nhưng cái này thì gọi là như vậy. Đấy, thân lá tím như một cây phi điệp tím bình thường. Và đây, đốt rất là dài, 3-4cm một đốt cơ. Lá nó, thân lá không khác gì một cây phi điệp tím. Cho nên là chơi những dòng sáu mắt này ấy, thì mình cần phải nhớ về khuôn hoa. Chứ cái thân lá này thì mình không nhận ra được đâu. Bởi vì em thì em có thể là nhận ra một số điểm, ví dụ như thân lá nó dài, ngắn, rích rắc các thứ. Như anh chị mới chơi hoặc là anh chưa sưu tầm ấy, thì nên lựa chọn những nơi nào mà đã có cây nở hoa và chúng ta phải nhớ được và biết cái tên gọi của nó để mọi người chúng ta cũng biết. Thì cây này là nó đang nở vào cái dịp tháng 8. Tháng 8 âm lịch và tháng 9 dương lịch. Cái này thì thân lá tím, dài tối đa của nó chắc là 1,5 m. Nhưng ở đây của em thì nó chỉ 1 m thôi. Đấy. Nhưng mà cái cây này thì lá của nó to, lá của nó dài và hơi nhọn và khá là vặn vẹo. Đấy chị nhìn thấy lá rất là vặn vẹo, nhì nhằng. Chứ nó không có cái lá nào phẳng. Không có lá phẳng. Nhìn xuống những cái lá dày ở đây thì nó cũng hơi vặn vẹo. Còn những cái lá cứ sát gốc này hẳn thì đương nhiên là cái giá sát gốc này thì cái lá cây nào nó tròn như này. Thường là thế, cái độ vặn vẹo nó ít, nhưng cây này đây lên lá thứ hai này mình nhìn thấy cái độ vặn vẹo của nó luôn. Thì cái cây lá vặn vẹo. Lá rất là vặn vẹo. Đấy.
kể cả những cái lá già của nó đây, mọi người nhìn nhá, nhìn những cái độ quăn của nó, đây nhấp nhô này của nó, rất là nhấp nhô, nó không phẳng tí nào cả. Đấy, đương nhiên là những cái lá dưới mà nhấp nhô thì những cái lá trên như thế này không thể tránh khỏi cái việc nó nhấp nhô mặt lá. Lá của nó thì dài khoảng từ 8 đến 12 cm. Rất là dài. Và nó rộng khoảng từ 2 đến 4 cm. Thì nó tùy vào cái lá già, lá non hoặc là lá ngắn, lá dài ấy. Cây khỏe hay không? Cây to thì sẽ khỏe và lá to. Cổ của nó chấm tím và nó lớn một cách rất là khỏe. Nhưng mà phải cây khỏe thì nó mới có khỏe. Cây yếu thì nó sẽ hoa yếu. Thì tiếp theo em giới thiệu về cái mặt bông của nó. Mặt bông của nó này thì gọi là sáu mắt, có nghĩa là hai cánh hoa ở trong ấy. Nó cũng có mắt. Nó cũng có hai mắt, gọi là hai mắt nhưng gọi là chớp chớp thì đúng hơn. Nhưng về cây để mà nói tại sao thế, bởi vì là cái này nó có lông này. Mọi người nhìn kỹ. Nó sẽ có lông. Nó cái lông ở trên viền này. Lông ở trên viền. Đấy, nhìn thấy không ạ? Mọi người nhìn thấy không? Nó có lông. Nó có lông y như là cái mép lưỡi vậy. Ở trên này này. Trên này nó có lông y như mép lưỡi. Thế nên người ta gọi là sáu mắt. Còn những cây này mà nó không có lông hoặc là những cái cây này nó mờ thì gọi là chớp. Vì nó ít. Đấy. Thì mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đấy gọi là sáu mắt. Những cái dòng sáu mắt này thì nó có nhiều bông thì mọi người sưu tầm cái nào cũng được. Nhưng mọi người chú ý là nhớ chính xác cái cây của mình sưu tầm ấy. Nó là cây gì để mà mình sưu tầm đỡ dính cái cây khác. Thì cái cây sáu mắt này thì nó cũng là một trong những dạng đột biến rất là ít hơn là cái dòng năm cái trắng rất là nhiều, nó không có nhiều mặt bông. Thế nên mọi người chú ý là mua sưu tầm những cái bông nào mà thực sự là người ta quay được các góc của nó và cái độ đẹp, cái độ cũng như là cái độ mở của bông hoa. Bởi vì nó có nhiều bông ấy là bông nó không khum nó không nở được. Nhưng cái cây này là nó nở được. Và nó cũng khá là đẹp. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái vấn đề của cái cây sáu mắt đấy. Thì về vùng miền ấy thì khó lắm. Nó có một số cây vùng miền nhìn thân lá rõ rệt luôn, như cây sáu mắt Thái Bình chẳng hạn. Cái đấy là anh chị nhìn thấy thân lá nó khác hoàn toàn luôn. Nhìn thấy biết ngay, bởi dòng nó là dòng thân khá là lùn và lá nhỏ. Nhưng mà thân mập, dòng lùn, nó dòng ngắn, không phải thân dài đốt dài như này đâu. Ví dụ thế. Thì nhưng mà cái dòng Hòa Bình thì nó hơi lẹo dẹo của này thì nó có cái đặc điểm của nó là như vậy. Thân nó hơi dính rắc và nó không thẳng. Nó chỉ hơi thôi. Còn đây, hơi dính rắc. Còn cái độ cong này của nó là do ánh sáng này, nó lượn cong này. Còn cái bản chất của nó là hơi dính rắc. Mọi người thì nhìn thấy là bản chất của nó là hơi dính rắc, nó không thẳng. Cây nào đa phần là nó hơi dính rắc, ít khi thẳng lắm. Nhưng như cái cây sáu mắt này nó là một trong những cái dòng đột biến mà em cảm nhận là nó là hiếm. Và thực sự là ít. Chứ còn năm cái trắng thì mình không chơi cây này thì mình chơi cây khác, năm cái trắng. Thì cùng là dòng năm cái trắng. Nhưng ý em đang nói về độ đột biến và cái độ hiếm của nó. Thì cái dòng sáu mắt này thì rất là ít. Thì mọi người cũng có thể xem trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy, thì mọi người cũng biết là có rất là nhiều cây. Nhưng mà có những cây nó trùng tên và có nhiều cây trùng tên nhá. Và một cùng một vạt hoa nhưng mà về cứ ông nọ gọi tên ông kia, tất cả là do chụp ảnh. Còn nếu mình cứ có video nhìn chung với cả cái độ nở thì mọi người sẽ biết ngay. Còn nhìn về hoa thì cần nhớ được một điều là rất là tốt. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của em. Và mọi người có thể xem lại những cái video của em. Nó cũng có rất là nhiều yếu tố mà em nói là một cái cây không phải là cứ chụp ảnh là đẹp, nhưng còn lúc này là đẹp, lúc khác là không đẹp. Thì nhà em cũng có một cái cây cửu long đang có một, hình như nó ra đúng một nụ nhưng nó tròn như hòn bi, hình như là chắc là 1-2 nữa là nở thôi. Nó sẽ rất là đẹp bởi vì nó một nụ, nhưng còn mà nhiều nụ thì nó sẽ kém hơn. Thì mọi người chú ý là như vậy. Cứ nhiều bông mà mua mà chơi là thích nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video khác. Em sẽ giới thiệu về những cái dòng hoa lan khác để mọi người chúng ta cùng biết và cùng sưu tầm. Những cái dòng lan hoàng thảo, phi điệp rất là đẹp và rất là nhiều mặt bông, rất là đa dạng. Thì mọi người có thể sưu tầm dần. Nhưng nhớ là nên biết rõ thực chất, thực hư, tên nó là cái gì, hoa nó làm sao, như thế nào. Đấy, thì mọi người nên chú ý cái vấn đề đó. Cảm ơn tất cả là các anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Và có những cái kinh nghiệm gì thì em sẽ chia sẻ hết. Để mọi người cùng có thể có một cuộc chơi vui vẻ và lành mạnh nhất. Cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào tất cả mọi người.